Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chẩn đoán bệnh và điều trị bệnh E. coli xương phù đầu nha các bạn. Hôm nay là mình có một đàn mình đang nghi ngờ là bị E. coli xương phù đầu. Dù cho bầy này đã tiêm vaccine nha, bầy này thì mình đã tiêm trên heo con chứ mình không có tiêm trên heo nái. Còn những đàn khác là mình đã có tiêm trên heo nái thì trước giờ nó không bị nha. Trước tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn xác định bệnh E. coli xương phù đầu. Thứ nhất, các bạn nhìn cái quần mắt những con heo, cái mí mắt của nó các bạn, cái quần của nó nè, các bạn nhìn con này nè, các bạn nhìn thấy cái quần mắt của nó không, dòng trên và dòng dưới nó hồng hồng. Những con này là có viêm phổi, vẫn có đổ ghèn nha. Các bạn nhìn cái quần của nó nè, ở trên con mắt của nó hồng hồng nè. Đây các bạn nhìn mắt của nó nha, hồng hồng, nó hơi sưng các bạn, nó hơi đỏ đỏ hồng hồng sưng sưng đó, là nó hơi bụp đó, con nào cũng vậy luôn. Ở đây là mình chẩn đoán là mình nghi ngờ bị E. coli xương phù đầu, nhưng mà bị ở dạng nhẹ, không có ảnh hưởng đến heo nhiều, nó chỉ bị nhẹ thôi. Mình cái clip này là mình muốn hướng dẫn các bạn để các bạn heo của các bạn lên tầm 7 đến 15 kg thì các bạn xác định là E. coli xương phù đầu ngay từ lúc đầu, thì các bạn điều trị nó thứ nhất là nó tiết kiệm chi phí, thứ hai nữa đàn heo của mình khỏe mạnh, nó không bị hao hụt nha. Còn mà các bạn không biết chẩn đoán á, thì khi các bạn phát hiện những con bệnh á là nó đã hao rồi, các bạn đem ra là nó đã muốn chết rồi. Nên các bạn lưu ý vấn đề này, các bạn nhìn đi, mắt con nào nó cũng quần hồng hồng hết trơn nè, con nào nó cũng hồng hồng bụp bụp hết trơn các bạn. Mình quay cận lại cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy con mắt hai bên của nó không, hồng hồng. Con nhỏ này nè, trong video này nhìn không có rõ lắm các bạn. Cái đàn này hiện tại là 8 con. Nếu mà các bạn đã chẩn đoán đúng bệnh của đàn heo của mình á, thì ví dụ như đàn này nó bị E. coli xương phù đầu nhưng mà ở thể nhẹ, dù cho thể nặng hoặc là thể nhẹ, thì các bạn cắt cám cái đàn heo này tầm 12 đến 24 tiếng đầu tiên, rồi cộng với các bạn đổ điện giải và amoc cho nó uống, để cho nó đào thải hết cái thức ăn ở trong cái đường ruột của nó, để cho cái mật độ vi khuẩn nó giảm xuống. Một là các bạn cho ăn chuyển qua cám ít đạm, mà các bạn cho nó ăn chỉ cầm chừng đủ sống qua ngày thôi, là từ 5 đến 7 ngày. Trường hợp thứ hai mà đàn heo của các bạn bị nặng rồi, bị thể dừa và nặng rồi, các bạn nấu cháo trắng liên tục cho nó ăn là từ 5 đến 7 ngày để nó giảm cái mật độ vi khuẩn xuống. Tại vì đàn heo của các bạn á, nó ăn càng nhiều đạm, đàn heo của các bạn nó càng ăn nhiều đạm thì nó càng bị nhanh hơn. Ví dụ như những con bự mập này nè các bạn, nó dành ăn nhiều nó sẽ bị trước, còn mà những con nó ăn ít hơn á là nó sẽ bị chậm nha. Ở đây á các bạn, đàn heo này mình đang quay cho các bạn xem là mình nghi là nó bị E. coli xương phù đầu ở thể nhẹ, thì mình trộn mình giảm cám cũng được. Đối đàn heo này á là mình cho ăn cám, giảm đạm thì cho nó sống qua ngày, tầm chừng 3 đến 7 ngày thì nó sẽ qua cái bệnh E. coli xương phù đầu này. Nhưng mà mình sẽ làm chi tiết cho các bạn, mình sẽ tập cho, mình sẽ nấu cháo trắng cho nó ăn giống như là nó bị nặng luôn. Để sau này các bạn gặp cái trường hợp giống như mình á, thì các bạn phát hiện cái đàn heo của các bạn sớm để điều trị sớm nó hiệu quả hơn và nó không bị nặng thêm nữa. Các bạn lưu ý thứ nhất nè, là cắt cám từ 12 đến 24 tiếng đầu tiên, cho nó bài thải hết cái lượng thức ăn, rồi các bạn pha amoc bột và điện giải, các bạn đổ nước cho nó uống thêm. Cái amoc á thì nó hỗ trợ thêm điều trị E. coli xương phù đầu nữa nha. Rồi tiếp theo qua ngày sau á thì mình mới là cho ăn cháo trắng từ 5 đến 7 ngày, hoặc là các bạn cho ăn cám đạm ít, giảm cám. Rồi cuối cùng là cho ăn xong rồi bắt đầu là mình sẽ tiêm thuốc. Hôm nay là ngày đầu tiên và mình cũng không cho nó ăn nha. Đó, cái đàn này nè, 8 con nha. Hôm nay là ngày đầu tiên rồi các bạn. Rồi các bạn đã chẩn đoán là nghi ngờ cái đàn heo của mình bị E. coli xương phù đầu, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thuốc nha. Ở đây thì mình sử dụng hai loại thuốc tiêm. Thứ nhất là các bạn tiêm cho nó một mũi hạ sốt,
Rồi 2 đến 3 tiếng sau các bạn tiêm thêm một mũi Flavet 400. Flavet 400 á, heo này khoảng từ 7 đến 8 kg á, thì các bạn tiêm 1 C thôi nha. 1 C là đủ tác dụng rồi các bạn. Đối với hạ sốt á, thì các bạn có thể là tiêm từ 2 đến 3 ngày liên tục. Flavet 400 á, thì chúng ta sẽ tiêm 3 mũi, tiêm 1 ngày nghỉ 1 ngày. Rồi chúng ta đổ nước Amox và điện giải cho nó uống. Amox thì chúng ta pha chung với cháo cho nó ăn luôn. Rồi bắt đầu chúng ta đổ nước thêm điện giải để cho nó bài thải cái độc tố nó ra ngoài. Rồi con heo của mình khoảng chừng một tuần là bắt đầu nó trở lại hoạt động bình thường thôi các bạn. Đối với trường hợp mà nó bị nhẹ giống như cái đàn của mình á, thì khoảng chừng 5 ngày thôi, các bạn vô đầm 2 mũi thuốc thôi là các bạn yên tâm rồi. Các bạn chuyển qua cho nó ăn cám từ từ cũng được rồi, không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn cho ăn cháo nấu đi, cho ăn cháo trắng nấu là từ 5 đến 7 ngày đi, để cho nó dứt hẳn cái mầm bệnh đi. Nhiều khi các bạn nhìn không ra bệnh thì các bạn cho ăn từ 5 đến 7 ngày đi là đảm bảo các bạn là cái mầm bệnh nó sẽ dứt luôn, nó không bao giờ bị tái lại nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho nó ăn cháo trắng nha, cháo nấu để giảm đạm và giảm cái mật độ vi khuẩn đi. Ở đây là mình chuẩn bị cháo trắng nè các bạn. Đó, đây là cháo mình nấu, nó chưa được nhừ lắm nha. Ở đây là Amox nè, các bạn sử dụng khoảng 2 muỗng cà phê Amox. Rồi các bạn để xuống cho nó tan đều hết đi. Đó, nó tan hết trơn rồi. Các bạn trộn đều nó, rồi các bạn cho heo mình ăn nha. Cháo này các bạn cho ăn từ 5 đến 7 ngày thì cái mật độ vi khuẩn của nó không có tiếp xúc với đạm cao á, thì nó sẽ bài thải ra ngoài hết. Cộng với mình tiêm thuốc á, bảo đảm với các bạn là từ 5 đến 7 ngày là heo các bạn khỏe bình thường nha. Còn trường hợp mà các bạn không phát hiện được những con bị nặng á, thì cái đó là mình điều trị cho nó, thì tùy theo tay nghề của các bạn. Nhiều khi á, là mình hướng dẫn cho các bạn á, điều trị đúng như quy trình, nhưng mà các bạn không biết xử lý, mà trường hợp con heo nó sốt lại nặng á, các bạn không biết xử lý á, thì nó có thể hao nha. Giờ mình để xuống cho nó ăn nè. Cái đàn heo này á, là các bạn cắt cám từ 12 đến 24 tiếng nha. Đàn heo này mình đã cắt cám hơn 12 tiếng rồi nên nó rất là đói. Các bạn nấu cháo trắng á, thì cho nó ăn no luôn cũng được, không sao hết. Không cần mà ăn cho vừa đủ sức, tại vì cái này tinh bột á, là nó không có đạm, nó không có ảnh hưởng nhiều. Các bạn nấu cháo trắng các bạn cho nó ăn no cũng được, không sao hết. Còn các bạn cho ăn cám công nghiệp á, thì các bạn phải giảm cám, cho nó chỉ ăn đủ sống qua ngày thôi. Các bạn đừng có ham cho nó ăn nhiều. Khi nào mà nó khỏe hoàn toàn á, thì các bạn tăng liều từ từ lên. Đây là đàn mình 8 con nè. Hôm qua là mình đã cắt cám nó rồi đó. Các bạn cứ làm giống như mình đi, các bạn cứ tiêm thuốc nè, hạ sốt các bạn tiêm từ 2 đến 3 ngày liên tục. Rồi Flavet 400 các bạn tiêm 3 mũi, tiêm 1 ngày nghỉ 1 ngày. Cộng với các bạn nấu cháo trắng cho nó ăn, trộn chung với Amox để cho nó ăn, để nó bài thải, để cho Amox nó hỗ trợ điều trị và nó bài thải cái lượng vi khuẩn ra ngoài. Các bạn trộn Amox vô chung với cháo trắng á, để Amox nó hỗ trợ điều trị E. coli sưng phù đầu. Rồi heo, để heo các bạn hấp thu tốt và nó bài thải những cái độc tố ra, làm để cho khoảng chừng vài ngày sau á, là con heo của mình nó trở lại linh hoạt và bình thường nha. Cộng với các bạn tiêm thuốc giống như mình, hạ sốt thì các bạn tiêm 2 đến 3 ngày liên tục. Flavet 400 thì các bạn tiêm 3 mũi, tiêm 1 ngày nghỉ 1 ngày. Rồi buổi trưa các bạn nó ăn xong á, thì các bạn nó ăn xong rồi khoảng 1-2 tiếng á, thì các bạn có thể là đổ thêm điện giải để cung cấp nước cho nó, hỗ trợ cho nó nha. Nếu mà đàn heo của các bạn giống như của mình như nè, nó bị nhẹ, các bạn phát hiện sớm, các bạn vô tầm 2 mũi Flavet 400 thôi là đàn heo của các bạn là ok rồi, không có vấn đề gì hết trơn á. Còn trường hợp mà đàn heo của các bạn nặng, mà khi mà nó bị nó đem ra bơi bơi á, thì các bạn mới phát hiện là E. coli sưng phù đầu á, thì cái trường hợp đó rất là nặng rồi. Không phải là người ta hướng dẫn sai đâu, mà do là mình không có biết hướng xử lý. Khi mà con heo nó bị nặng á, là mình phải biết cách xử lý. Ví dụ như nó sốt cao quá thì mình cũng phải cắt tay, dội tắm. Còn mà trường hợp con nào nặng quá, quá nặng rồi, cứu không được thì cái đó là mình phải chịu rồi. Còn mà những con bị nhẹ thì điều trị hết bình thường các bạn. Nó bị E. coli sưng phù đầu này chủ yếu là nó sốt là nhiều. Các bạn chẩn đoán là đúng bệnh, đúng thuốc thì nó sẽ hiệu quả thôi. Các bạn nhiều khi các bạn là biết nó bị E. coli sưng phù đầu nhưng mà các bạn không biết thuốc thì cũng không bao giờ điều trị hết nha. Đó, hiện tại là ngày đầu tiên là mình cho ăn cháo trắng nè. Sau này heo các bạn tách bầy á, thì các bạn thường xuyên quan sát mắt của nó,
coi nó có bị quần hồng, nó muốn sưng hay không. Nếu nó bị như vậy á, thì các bạn nghi ngờ liền, các bạn nghi ngờ, ví dụ như nó chưa có phải là bệnh đó đi, nhưng mà các bạn nghi ngờ, các bạn cũng tiêm vô cho mình 1 đến 2 mũi Phalagest 400 thì nó sẽ chặn đứng cái mầm bệnh lại. Cái Phalagest 400 nó rất là hay, nó là kháng sinh phổ rộng, nó rất là mạnh. Nên các bạn cứ yên tâm vấn đề đó, nó hỗ trợ nè. Phalagest 400 nè, nó điều trị nè, E. coli sưng phù đầu nè, thần kinh co giật nè, sưng phù khớp nè. Cái chỗ mà cái khớp chân này nè các bạn, mà nó sưng phù tròn lên một cục bự vậy nè mà nó đi không được á, các bạn vô tầm 2-3 mũi, khoảng chừng 3 đến 5 ngày là nó sẽ xẹp, nó sẽ đi lại bình thường nha. Còn mà các bạn tiêm ma móc á là nó vẫn còn một cục đó. Nhiều khi có mấy con nó bị nặng, nó sưng, nó nhức quá các bạn, là con heo nó đi không được, nó chỉ lết thôi. Chủ yếu là gặp heo con, heo mẹ là thường. Chủ yếu như mấy cái đàn heo con như vậy nè thì gặp thường lắm. Còn mà mấy cái đàn mà tách bầy ra như vậy nè, bị sưng phù khớp vẫn có nhưng mà nó ít. Chủ yếu là heo con, heo mẹ nè. Ở bên đây là mấy cái đàn heo của mình. Đây là con nái nó gần xanh nè các bạn. Con nái này cái bụng nhỏ nè. Đó, con nái này cái bụng mới lớn này, không biết được bao nhiêu con nữa. Rồi còn cái con đằng này nữa nè các bạn. Cái con đằng này á là bụng to nha. Đó. Mình cho nó ăn sáng, ăn khoảng chừng 800 g thôi, nó ăn xong nó đâu có nằm ngửa được các bạn. Nó nằm vậy đó, nó nằm úp xuống, cái đầu nó nỉển kìa. Nó không nằm ngửa được. Nó ăn xong 700 g rồi bắt đầu là nó uống nước nữa. Rồi mình chúc các bạn áp dụng cái phương pháp của mình được thành công. Thông qua cái clip mình hướng dẫn 8 con này á, thì mình mong rằng các bạn là chẩn đoán và phát hiện được cái bệnh sớm để mình điều trị kịp thời, để đàn heo của mình nó khỏe mạnh, nó không bị hao hụt, nó không bị xuống heo nha. Khi mà đàn heo của các bạn á là bệnh rồi á, thì các bạn điều trị, thứ nhất là đàn heo của mình nó, thứ nhất á là các bạn điều trị tốn kém, thứ hai nữa đàn heo của mình nó có hao hụt, thứ ba nữa là đàn heo của mình nó sẽ tốt đi, nó sẽ chậm cái phát triển, nó không có sung heo lại. Các bạn phải nuôi tốn một thời gian nữa, tốn khám nữa thì nó mới sung heo lại nha. Thì khi cái đàn heo của các bạn nó tiến triển bắt đầu là nó trở lại bình thường rồi á, thì các bạn tiêm thêm thuốc bổ thêm, ví dụ thuốc bổ loại nào cũng được, để cho nó kích thích nó ăn, để nó hỗ trợ sức nó, để cho nó đàn heo của mình nó phát lại nha. Rồi các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình.